tiết lộ một loại củ rất bổ dưỡng quen thuộc với người Việt nhưng người dân Angola không hề biết ăn. Chào các bạn, hiện giờ ở Angola, đang là cuối mùa mưa đầu mùa khô, trang trại Quang Linh Farm đang chạy đua với thời tiết để xuống giống khoai lang vụ tới. Vì đến giữa tháng tư dương lịch là vào mùa nắng nóng, do đó, tranh thủ những ngày mưa cuối cùng này, anh quý cho mọi người trồng số lượng lớn khoai, nhờ có mưa len sen nên cũng đỡ tưới nước, và khoai cũng mau phát triển. Vụ trước, trang trại đã thu hoạch bội thu khoai lang số lượng thu hoạch được lên đến 20 tấn khoai, đã xuất bán cho thương lái 200 sọc khoai với giá cao hơn nhiều so với ở bán chợ huyện. Cũng rất mừng là thương lái rất thích chất lượng khoai ở trang trại, họ cũng đã ngỏ ý muốn đặt hàng với số lượng lớn, vụ sau nếu có khoai thì cứ điện thoại cho họ, và họ sẽ xuống tận nơi thu mua. Nghe vậy, ai cũng rất mừng cho Quang Linh, mọi người sợ nhất là được giá thì mất mùa, mà được mùa thì lại sợ mất giá. Làm ra một trái bắp hay một củ khoai, thì phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức tiền bạc và còn chi trả lương cho người dân khi thu hoạch mà lại bán rẻ hoặc không ai mua thì tiếc lắm đợt này anh quý sẽ cho mọi người trồng hết khoai ở những khu vực vừa thu hoạch xong giống dây khoai sẽ tận dụng lại của vụ trước các lún khoai đã được mọi người lên lún cao sau đó bóng lót phân chuồng rồi đặt dây khoai vào trồng mọi người cũng góp ý với anh là nên làm lún khoai rộng ra một tí tốn cũng không bao nhiêu đất trồng khoai song song thành hai hàng trên một lún vừa tiết kiệm mà sau này khi thu hoạch khoai sẽ rất đạt năng suất anh Quý có chia sẻ tâm sự, anh cũng đã tham khảo rất nhiều ý kiến mọi người, không nên trồng hai vụ khoai liền kề với nhau, như thế dễ bị con hà hay con sùng ăn thối khoai. Nhưng anh nghĩ, vụ này trồng khoai lang là hợp lý nhất, vì nếu trồng khoai tây hay trồng lạc thì rất tốn công chăm sóc. Phân thuốc phải đầy đủ mà năng suất thì không được bao nhiêu. Còn trồng khoai lang là dễ nhất, ít tốn công chăm sóc, sau này thu hoạch sẽ bán rất được giá, vì là khoai trái vụ, người dân họ không làm được, họ chỉ làm trong khoảng 6 tháng mùa mưa, còn mùa khô họ toàn bỏ đất hoang chính vì vậy, người dân ở đây mới bị nghèo khổ đói ăn là vậy. Nhìn những luống khoai thẳng hàng chạy tích tắp xa thật thích làm sao. Ở phần đất phía bên kia, anh Hậu cũng đã cho anh em trồng rất nhiều khoai, bây giờ đã được 20 ngày rồi, tất cả các luống rau đều đã bén đọt và phủ một màu xanh mát lành. Dự kiến, vụ khoai này, anh em tiêm Quang Linh sẽ trồng thời gian 3 tháng đến 3 tháng rưỡi là thu hoạch, không để lâu như lần trước nữa, vì mùa này nắng nóng, thu hoạch đúng ngày thì kích cỡ khoai đạt tiêu chuẩn, không to quá mà cũng không nhỏ quá, thương lái họ cũng ưa chuộng hơn. Trang trại Quang Linh farm hiện giờ có một số ruộng bắp chưa thu hoạch kịp, mặc dù bắp đã được rất khô trái rồi. Do thời gian này, anh em team Quang Linh bận rộn với nhiều dự án, như xây nhà cho em Tuấn và xây tiệm dạy cho bác Duê, e, vả lại công nhân trang trại cũng thiếu người. Dự kiến, khi trồng xong các ruộng khoai sẽ chuyển sang thu hoạch ruộng bắp này. Tuy lứa bắp này chưa thu hoạch kịp, nhưng những ruộng bên cạnh, bắp con đã lên đến tận đầu gối rồi. Nhìn đám bắp non đang bị sâu bệnh phá hại, anh quý ngậm ngùi tâm sự, quả thật làm bắp trái vụ mùa nắng nóng này rất khó mọi người ạ à. mình ở đây phân thuốc nước tưới đầy đủ cả mà sau bệnh nó còn cắn phá như thế này trị không lại thử hỏi người dân ở đây sao trồng được ngô hay cây gì vào mùa này vì thế đất đai ở đây họ thường không trồng trọt vào mùa này phải chấp nhận đành bỏ hoang hết đối với bắp mùa này thường là sâu đục thân phá hại và nó cũng là loại khó trị nhất nên mọi người có mách cho anh quý cùng tim quang linh một mẹo nhỏ để trị chúng nên bỏ một ít đất lên ngọn cây bắp trước khi phun thuốc làm như vậy thuốc sẽ ngắm vào đất và giữ lại lâu, như thế sẽ tiêu diệt sâu tận trong thân cây bắp rất hiệu quả. Tiếp đó, anh Quý có dẫn mọi người đi thăm ao cá, ao cá này khá rộng, được nuôi nhiều loại cá của Việt Nam như rô phi, cá chép và nhiều loại cá khác. Anh Quý chỉ tay ra chỗ những đám bèo và khoe với mọi người rằng, cá ở đây nhiều con đã rất to rồi, chúng sinh sản khá là nhiều, cá con hiện giờ cũng được khoảng bằng ngón tay út rồi. Ngoài ra, anh Quý còn thả nuôi ở đây một ít ốc nhồi, đây là loại ốc rất ngon, sinh trưởng mạnh. Ốc này trong một dịp tình cờ lên thành phố Luanda, anh có gặp người Việt trong nhà hàng bán nên anh hỏi mua và về thả ở đây nuôi. Sau một thời gian nuôi, ốc phát triển khá tốt, con nào con nấy đều mập mạp. Nhưng thật tiếc, có một số ốc lớn do bám lên thân cây bèo, lúc gặp trời mưa, bèo bị giạt lên bờ nên một số ốc bị chết. Bỏ bao nhiêu công sức mua về thả nuôi, mà vì điều kiện khách quan ốc bị chết, thật là tiếc, khán giả cảm thấy thương xót công lao anh quý cùng Tim Quang Linh bỏ ra, nên có chỉ cho anh em Tim Quang Linh một số mẹo nhỏ để hạn chế lượng ốc bị chết sau này. Đối với ốc, là loài thích hay bu bám những lúc chúng nghỉ ngơi hay đẻ trứng. Vì vậy, xung quanh hồ nên trồng những loại cây thủy sinh, để ốc sinh sống và sinh sản. Nếu như không có cây thủy sinh, thì có thể cắm những nhành cây dưới nước quanh bờ hồ, như thế cũng tạo được chỗ trú ngụ cho ốc. Hy vọng Quang Linh sẽ có những phương án phù hợp hơn, để không bị những thiệt hại đáng tiếc về sau nữa. Mới đây, chàng trai xứ nghệ Quang Linh đã chia sẻ về một thành tựu đáng kinh ngạc trong việc thu hoạch củ đậu. Với sự chăm sóc và quản lý đúng đắn, anh đã thu được một lượng củ đậu ấn tượng, một kết quả khẳng định sự nỗ lực và kiên nhẫn của mình. Quang Linh Vlog, một trong những tên tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội, không chỉ nổi tiếng với những video vui nhộn mà còn là một nông dân tài năng. Một người rất năng nổ nhiệt huyết trong các công tác từ thiện giúp đỡ những người yếu thế khó khăn, không chỉ ở bên châu Phi mà Quang Linh Vlog còn thực hiện nhiều dự án từ thiện ở Việt Nam, bao gồm chương trình Bác sĩ ơi, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân cả nước, chương trình nhân ái hỗ trợ chi phí y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tặng bình oxy cho các trạm y tế phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây trường học cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ ngư dân tham gia. Chương trình Hải quân đỡ đầu con ngư dân. Hỗ trợ 35 em ngư dân ở 4 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận với số tiền 500.000 đồng một em một tháng trong 5 năm, những hoạt động này thể hiện cam kết của Quang Linh Vlog đối với việc cải thiện điều kiện sống và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu tháng 4 năm 2024, trang trại của Quang Linh Vlog tại Angola đã ghi nhận một mùa thu hoạch củ đậu và khoai lang vô cùng thành công. Với sự chăm chỉ và tâm huyết, Quang Linh và đội ngũ của anh đã biến những thửa đất khô cằn thành những thửa ruộng trồng trọt màu mỡ. Nơi củ đậu, khoai lang, bắp, đậu tương và nhiều cây trồng khác của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ, đem lại năng suất cao đến bất ngờ mùa vụ này. Trang trại không chỉ thu hoạch được số lượng lớn củ đậu, khoai lang mà còn chất lượng vượt trội, đủ để đem bán ra thị trường thương lái rất ưa chuộng, nhiều thương lái đã tranh nhau đặt hàng từ trước, có bao nhiêu họ sẽ thu mua hết, thật là một tín hiệu đáng mừng. Điều này không chỉ góp phần vào việc cải thiện đời sống kinh tế cho cộng đồng địa phương mà còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp tại đây. Quang Linh chia sẻ, đây là kết quả của một hành trình dài học hỏi và không ngừng nỗ lực. Chúng tôi muốn chứng minh rằng, với sự kiên trì và sáng tạo, mọi thách thức đều có thể vượt qua sự kiên định và tinh thần làm việc không mệt mỏi của quang linh đã truyền cảm hứng cho nhiều người không chỉ ở angola mà còn lan tỏa khắp cộng đồng người việt trên toàn thế giới mùa thu hoạch này không chỉ là tin vui cho trang trại mà còn là niềm tự hào cho những ai tin vào sức mạnh của sự đổi mới và lòng nhân ái với mỗi củ đậu củ khoai trái bắp được thu hoạch quang linh vlog không chỉ gieo trồng hạt giống nông sản mà còn gieo rắc tình yêu thương và niềm hy vọng cho người dân bản địa angola dạy họ biết thêm nhiều phương pháp trồng trọt mới, giúp cho người dân có việc làm ổn định, đem lại thu nhập cao xóa đói giảm nghèo cho chính họ. Được biết, Quang Linh cũng đã bội thu củ đậu vào những ngày đầu năm mới, thu về nguồn lợi đáng kể. Bình thường củ đậu trồng khoảng 6 tháng mới thu hoạch, nhưng ở đây mình thu hoạch dần, bán dần. Lứa củ đậu này trồng được 3 tháng, củ đã lên to rồi, đợi vài 3 tháng nữa là đến mùa hè, lúc ấy nguồn cung khan hiếm, mình bán ra giá sẽ cao. Quang Linh đã tâm sự khi thu hoạch chuyến củ đậu lúc trước Quang Linh cho biết thêm, chiến lược bán hàng của team là chào hàng vào thời điểm đầu mùa, giới thiệu với các đầu mối thu mua, sau đó sẽ bán theo đơn đặt hàng, khi các nông trại khác đã thu hoạch xong. Việc trồng cấy ở trang trại cũng lựa theo mùa như thế, mà định ngày xuống giống. Nhờ làm đất tốt, củ đậu tại Quang Linh Farm có cỡ tương đối, khoảng 200-300 gram một củ, vỏ mỏng. Ở Angola, củ đậu chủ yếu bán cho người Trung Quốc và Việt Nam, còn người bản địa chưa quen thuộc với món này. Công nhân trang trại còn tưởng củ đậu là khoai tây nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nhìn cách người Việt Nam ăn, thì những công nhân trang trại cũng đã quen và trở nên nghiện luôn với món này. Thu hoạch chuyến củ đậu lần này là theo đơn đặt hàng của thương lái người Việt trên thành phố Luanda. Số lượng thu hoạch đợt này cũng rất lớn, khoảng 300 kg, củ đậu to. Mỏng vỏ kích cỡ đều nhau. Nhưng thật đáng tiếc, vì chưa có kinh nghiệm đào củ đậu, nên một số công nhân đã quất lệm vào những củ to ngon. Củ đậu là loại rất khó bảo quản, vì nó thuộc dạng củ chứa nhiều nước nên khi quất lệm vào sẽ không xuất bán được. Củ đậu muốn bảo quản lâu thì cũng không được rửa qua nước, nếu rửa thì dễ bị hỏng. Những củ bị lệm anh quý sẽ cho công nhân trang trại ăn, anh quý cũng không ngần ngại quảng bá nông sản Việt, anh liền lấy một củ đậu mà công nhân quất lệm trước đó, đem rửa sơ qua nước rồi bóc vỏ ăn một cách ngon lành. Anh quý cũng khá tự hào về thành quả của trang trại mình. Nhiều khán giả có kinh nghiệm, cũng mách cho anh quý nhiều mẹo nhỏ để trồng củ đậu đạt chất lượng, khi thu hoạch cũng dễ, khán giả bày, lần sau trồng củ đậu, nhớ lên lúng cao, nếu có phân chuồng, phân xanh hay rác thì vung giữa lúng càng tốt, khi trồng, đặt hạt nhẹ lên mặt lúng rồi phủ một lớp đất mỏng là được, dây củ đậu dài khoảng 30cm thì cắt ngọn, nhiều khán giả cũng đồng tình với ý kiến này, mong rằng, lứa củ đậu sau thì trang trại áp dụng tốt những kinh nghiệm của khán giả. Để đạt năng suất cao Ngoài củ đậu, chuyến chào hàng đầu tháng của team Quang Linh còn đem theo cả 500kg đậu tương để chào hàng trên thành phố, đậu tương vụ này không được giá cho lắm, vì đây là mùa chính, người dân họ trồng rất nhiều, anh Quý chia sẻ quãng đường từ trang trại đến Luanda phải tốn nửa ngày đường mới đến nơi, và cũng phải tuyển lựa những nông sản to, ngon, đẹp nhất để mang đi, loại xấu để cho anh em trong nhà ăn, hoặc làm thức ăn chăn nuôi cho nông trại. Bù lại, giá nông sản bán tại Luanda khá cao, và thương lái tính theo cân chứ không mua theo sọc như các thương lái ở chợ huyện. Củ đậu là loại cây dây leo có nguồn gốc Trung Mỹ. Hiện, chúng được trồng ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam có người còn gọi đây là củ sáng nước. Củ đậu chứa chất xơ, kali, sắt, đồng và nitrat. Ngoài ra, nó tốt cho tim mạch, cải thiện tuần hoàn. Việc thu hoạch bội thu một số loại nông sản khẳng định rằng với đam mê sự chăm chỉ, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Trang trại Quang Linh phát triển cũng khuyến khích người dân cố gắng làm việc hơn, tạo ra công ăn việc làm nhiều hơn, giúp cho dân bản xóa đói giảm nghèo, lập nên một kỳ tích nông thôn mới của Việt Nam trên đất Châu Phi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video nếu các bạn thấy video này hay ý nghĩa xin vui lòng cho mình xin một like và nút đăng ký kênh để cùng nhau loan tỏa niềm tự hào dân tộc đến với nhiều bạn bè trên thế giới để họ biết đến một việt nam thân thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ yêu thương tất cả mọi người không phân biệt màu da sắc tộc hay văn hóa thế giới sẽ ngày càng ngưỡng mộ chúng ta hơn cảm ơn các bạn nhiều chào tạm biệt và hẹn gặp lại